Một lần nữa quý vị đang theo dõi chương trình phát hành live của Liên đoàn Sài Gòn TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19, và bản tin đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay là ấn bản của Charlie Hebdo sau một tuần lễ vụ khủng bố xảy ra gây thiệt hại cho ít nhất 17 người ở tại thủ đô Paris, thưa quý vị. Và ở tại nước Ý, thủ đô Rome của Ý bán sạch, không còn một tờ báo nào. Một chủ sạp báo họ nói đó là ngay từ 5 giờ sáng, và ông nói rằng chưa bao giờ trong cuộc đời bán báo của ông mà ông thấy độc giả lại xếp hàng chờ đợi sớm như thế. Ông nói rằng tôi không thể chịu nổi nữa. Tại sao lại bán nhiều như vậy? Và ông hy vọng là từ bây giờ đến ngày mai, trong vòng 24 giờ nữa, ông sẽ nhận thêm một số các tờ báo nữa. Ông nói rằng quá ít. Quý vị tưởng tượng xem, mỗi một sạp báo họ chỉ nhận được một số ít mà thôi, bởi vì có cả ngàn ngàn sạp báo trên khắp đất nước của Ý, của Pháp, của Tây Ban Nha nữa. Đây là ông chủ sạp báo, ông nói rằng tôi không thể chịu nổi nữa. Từ sáng sớm tới giờ tôi chỉ có mỗi 25 số thôi mà bán sạch rồi, bây giờ tôi phải chờ thêm một các số mới nữa. Không phải là họ được quyền in ấn mà phải được phép của Pháp. Chính vì thế mà một số những nhà in của Ý và Tây Ban Nha họ phải in lại, thưa quý vị, chứ họ không nhận nguyên một copy từ nước Pháp không kịp nữa. Chẳng hạn như tờ El País, nhật báo lớn nhất của Tây Ban Nha, cũng cho in lại một số những hình ảnh biếm họa bên trong của tờ Charlie Hebdo. Quý vị đang nhìn thấy. Đây là bản tin từ nước Tây Ban Nha. Và bên trong nè, quý vị để ý đó, họ thấy họ in lại những cái hình ảnh biếm họa bên trong và giải thích bằng tiếng Tây Ban Nha, mà cho thấy họ không hề lo ngại về bất cứ một cái hiểm họa nào. Tây Ban Nha cũng là quốc gia có đông người Hồi giáo cư ngụ, Ý cũng thế, có nhiều người Hồi giáo, nhưng mà lại không thấy xảy ra những cái vụ khủng bố tương tự như ở Pháp. Bởi vì đa số những người Hồi giáo tại các quốc gia này họ ôn hòa hơn, văn minh hơn, có kiến thức hơn, là thay vì sử dụng vũ lực để tấn công những người khác bất đồng chính kiến, thì họ sử dụng ngôn từ, họ biểu tình, hoặc là họ vẽ lại. À, nếu mà các anh vẽ phỉ báng tôi vẽ lại phỉ báng các anh. Thay vì chúng ta lại dùng những quả bom hoặc là súng để giết người lẫn nhau. Và hồi nãy Lạp Sơn đã đưa đến quý vị bản tin liên quan đến Iran, khi các vị giáo sĩ đã lên án chống đối, thì tại Iraq cũng thế. Một hội đồng người Hồi giáo cũng đã đưa ra những cái tuyên bố như thế nào, Lạp Sơn? Tổ chức Hồi giáo trong đó có 57 nation. Họ đã đưa tổ chức ra một hợp tác Hồi giáo. Tổ chức hợp tác Hồi giáo đó, họ đã đưa ra một cái quan điểm là đây đó là một cái sự phỉ báng. Họ bày tỏ đó, vẽ thì ok, mình có thể mình bày tỏ những cái quan điểm của mình, freedom, đây là một cái sự tự do. Tự do ngôn luận, tự do bày tỏ ý kiến. Yes, nhưng mà để mà tấn công những cái niềm tin của kẻ khác, thì những cái đức tin của người khác đó, thì đây là một cái sự sỉ nhục lớn đối với những cái nhà lãnh đạo Hồi giáo. Và kể cả những người mà họ có tôn giáo nữa. Yes. Ý của cái người giáo sĩ này nói đó, tôn giáo là chúng ta nên tôn trọng. Yes. Nó có chữ tôn trong đó, thì tôn giáo có nghĩa là chúng ta nên tôn trọng thay vì đi phỉ báng. Bởi vì khi phỉ báng một tôn giáo có nghĩa là anh phỉ báng người có đức tin của tôn giáo đó. Yes. Nhưng mà cái điều khổ ở đây đó, Lạp Sơn, họ không hiểu là Charlie Hebdo là người vô thần. Charlie Hebdo không có tôn thờ ai hết. Vì thế họ nói đó là cái sự khác biệt giữa một người, tôi hoàn toàn, các anh muốn tin và tin, nhưng mà các anh đừng có chỉ trích tôi không tin vào ai. Và họ nói như vậy đó. Lý do người Hồi giáo, Charlie Hebdo chỉ trích người Hồi giáo như thế này. Luật của lệ Hồi giáo, họ nói rằng tại sao vậy? Tại chỉ vì có những người họ không tin Hồi giáo, các anh giết họ. Thấy chưa? Thì các anh, cái này là ép buộc mình phải tin. Và kể cả những người trước đây là đạo Hồi giáo, sau đó cải sang đạo khác thì bị giết, hoặc là bị trù ếm cho đến chết. Tại sao các anh lại có những cái tư tưởng gọi là ba phải như vậy? Một mặt thì các anh nói tôn trọng tôn giáo, một mặt khác người ta không thích tôn giáo của anh, người ta chạy theo tôn giáo khác, thì các anh đòi giết.
Đó là cái điểm mà Charlie Hebdo muốn nhấn mạnh ở đây. Nhưng mà thật sự Charlie Hebdo nhấn mạnh cái niềm tin của họ thì lại khác anh. Họ cứ nghĩ đây là một cái hành động phỉ báng rồi ngu xuẩn dốt nát, và họ gọi đây là một cái hành động liều lĩnh nữa. Đây là một cái lý do mà họ muốn mời gọi những cái người mà họ căm thù thêm đó, mời gọi cái lòng căm phẫn, cái lòng căm thù. Ý họ nói đó là khi mà một tờ báo hoặc là bất cứ ai mà phỉ báng hoặc là chế giễu một đạo nào đó thì cũng có nghĩa đồng thời là kích động cái tinh thần bài bác và tinh thần khủng bố. Và vì thế họ nói rằng những cái gì xảy đến cho Charlie Hebdo là điều dễ hiểu, phải không? Đây là họ đáng lãnh đó, đúng không? Đó là... Thì có chịu chơi thì chịu chết, đó là những lời của các vị giáo sĩ đưa ra, thưa quý vị. Và kể cả cộng đồng người Hồi giáo ở Pháp, hồi nãy chúng tôi có nói một số những người mua báo cũng là người Hồi giáo, nhưng một số những người khác họ nói rằng họ không thích tờ báo này. Và những người nào không thích rồi thì họ đâu có đọc. Khi mà họ hỏi ý kiến thì cộng đồng người Hồi giáo ở Pháp họ đã bày tỏ hai ý kiến mâu thuẫn, bên binh và bên chống. Một thiếu nữ nói rằng tôi nghĩ rằng là không nên đưa những cái đấng thiêng liêng ra để mà chỉ trích. Nhưng mà những người Hồi giáo khác thì nói rằng ồ, cái chuyện mà trên thế giới này mà có cái đẹp, có cái xấu, tại sao chúng ta lại chỉ muốn cái đẹp mà chúng ta không nghĩ đến cái xấu? Không có chấp nhận được cái xấu ha? Những cái xấu. Mà cái chuyện đó là cái hiện hữu, giống như là good and bad. Có thiên thần thì cũng có quỷ ám. Chúng ta phải làm thế nào biết để có thể sống chung với nhau? Thì đó là những cái tư tưởng mà chúng ta thấy đó. Với những người như vậy đó thì chúng ta sẽ thống hòa đồng mãi với nhau được. Chúng ta chấp nhận cái xấu của kẻ khác, nhưng chúng ta không có hành động khủng bố để giết cái xấu của kẻ khác được. Điều khó đây đó là trên thế giới đó họ có những cái suy nghĩ khác nhau, rồi những cái văn hóa khác nhau, những cái nền văn minh khác nhau, cho nên là nếu mà muốn giống như anh Thụy nói là mọi người đều suy nghĩ như vậy rất là khó. Thì thực sự mà nói đó, những kẻ khủng bố, những người Hồi giáo quá khích đó, nó chỉ chiếm một cái phần số nhỏ thôi. Chính vì thế chúng ta khi mà nói đến Hồi giáo, chúng ta không thể vơ đũa cả nắm để nói rằng hễ mà người Hồi giáo là tàn ác. Không phải như vậy. Nó chỉ có một nhóm nhỏ, một con sâu làm giàu nồi canh. Nhóm nhỏ này đã gây nên cái tình trạng mà, và nhóm nhỏ này họ giết luôn những người Hồi giáo khác. Chúng ta để ý đó, cái người Hồi giáo Shiite có thể giết được người Hồi giáo Sunni, mà họ là gì? Họ cùng đi theo một đấng tiên tri Muhammad mà họ giết lẫn nhau. Cho nên họ mới tách ra hai cái chữ, một bên là Muslim và một bên là Terror. Một bên là khủng bố và một bên là Hồi giáo. Nói gì thì nói, người dân Pháp hôm nay họ không hề sợ hãi. Họ vẫn tiếp tục đến ngay phía trước cửa của tòa soạn Charlie Hebdo. Và đây là cái con đường của tòa soạn, nơi đặt rất nhiều các tờ báo, tương tự như con đường Moran vậy, thưa quý vị. Và không những mang hoa, họ mang cả bút chì. Rồi có những người họ biết vẽ, họ vẽ người chủ bút. Người đó là người chủ bút đã qua đời trong cái vụ thảm sát. Và đa số những người ngày hôm nay vẫn còn đến đây, và họ nói rằng mỗi ngày vẫn có đông người đến đây để bày tỏ sự tưởng nhớ và thương tiếc tới những người đã hy sinh. Và một người họ nói rằng đây cũng là một cái ngọn lửa bốc lên cao để giúp cho nước Pháp trong tương lai đoàn kết hơn. Merci Ahmed. Ahmed là tên của người cảnh sát Hồi giáo đã bị bắn chết. Quý vị thấy không? Bọn Hồi giáo đó, nó giết những người khác, nó không quan tâm không người đó ai. Là Hồi giáo hay là Phật giáo hay là Do Thái giáo, chúng giết là giết mà thôi. Chính vì thế, cái sự căm phẫn dâng lên cao của người Pháp, bao gồm người Hồi giáo ở đây là như thế. Rất nhiều người Hồi giáo đã đến đây để tưởng nhớ tới những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố, thưa quý vị. Và rất đáng tiếc. Và để nhắc tới Hồi giáo, nhắc tới khủng bố, thì thưa quý vị, gần đây nhất đó, Al-Qaeda đã có release ra một cái video cho thấy một... Al-Qaeda này mình nói thêm nữa là ở Yemen. Để Yemen đó là đã chấp nhận cái responsibility, là trách nhiệm, cái trách nhiệm mà giết những cái người ở Charlie Hebdo. Đây là những người Yemen họ đã order để mà làm như vậy. Và đây là hình ảnh được một tên tạm gọi là phát ngôn viên của tổ chức Al-Qaeda ở Yemen. Và ông này tuyên bố, chính tụi tao
là kẻ đã gây ra vụ thảm sát vừa rồi. Anh Hùng. À, vâng, thưa quý vị. Chúng tôi trở lại ngay và gửi đến quý vị các bản tin thời sự khác. Và ngày hôm nay, các cơ quan cứu nạn và tìm kiếm ở biển Nam Dương đã tìm thấy phần thân của chiếc máy bay Air Asia tử nạn. Bên cạnh đó, Đức Giáo Hoàng hiện nay đang ở Sri Lanka và chuẩn bị đến Philippines. Các nỗ lực về giữ gìn an ninh canh phòng cẩn mật đang được thực hiện. Chúng tôi trở lại ngay sau phần bảo trợ thương mại. Mời quý vị cùng theo dõi.